năm nay thì Festival âm nhạc Kama có rất nhiều những nghệ sĩ solo, ban nhạc, DJ và kể cả các nhóm nhảy nữa rất nổi tiếng tham gia, với cái đam mê cháy bỏng là muốn truyền đến cảm hứng âm nhạc đến càng nhiều càng tốt. Thì chúng ta hãy thử xem là họ nghĩ gì về Festival âm nhạc ngày hôm nay. Xin mời các bạn. Dans tes bras tu m'avais grandi, oh mama. Toutes mes étapes tu m'avais franchi, oh mama. Mais tel MC, oh mama. Tu m'as donné la force de réussir, oh mama. Dans tes bras tu m'avais grandi, oh mama. Toutes mes étapes tu m'avais franchi, oh mama. Lý do gì đã mang các bạn đến với Kama? Kama là một chương trình ca nhạc rất thú vị và có ý nghĩa là giúp cho quỹ bảo vệ chống lại HIV/AIDS và thực sự thì Kama có rất nhiều ban nhạc nổi tiếng và thu hút được giới trẻ. Cái cảm giác mà hát chung với lại cả những nghệ sĩ nước ngoài, những nghệ sĩ rất nổi tiếng ở nước ngoài đến nữa, thì cảm giác của bạn như nào với vai trò là một đại diện Việt Nam hát trong festival âm nhạc này? Mình cảm thấy rất là vui và mình cảm thấy khá là hứng khởi, tại vì để diễn chung với tất cả những người nghệ sĩ ở bên nước ngoài như vậy và rất nổi tiếng như vậy, thì mình nghĩ đây là một chương trình rất là hoành tráng, và mình mong muốn rằng mình sẽ cố gắng để hát hay hơn nữa và khiến cho cái phần tiết mục của Việt Nam cũng special, cũng đặc biệt như những cái phần tiết mục của những các bạn bên nước ngoài. Đây là lần thứ tư mà Recycle được diễn tại câu lạc bộ Mỹ. Có ba ban nhạc mà tôi rất ấn tượng, đó là Molix, Thank You Fever, Up Drama Down. Năm nay tôi thấy có rất nhiều cái sự đa dạng về thể loại âm nhạc, có hip hop này, có punk, reggae, và riêng về âm nhạc trình diễn để nhảy nhót cũng rất là đa dạng. Khi mà lựa chọn một cái danh sách những ca sĩ khách mời cho những thể loại âm nhạc này thì anh đã lựa chọn các thứ như thế nào? So với Kama, cái mình có hai mục đích là mình chọn ban nhạc. Là cái mục đích của Kama là một để giúp cái sự phát triển của các ban nhạc ở Việt Nam, và hai để mình mời các ban nhạc quốc tế hoặc là nhạc sĩ là quốc tế sang Việt Nam để diện tại đây, để cho thanh niên ở đây có cơ hội để đi xem các ban nhạc thế giới. Sur de milliards sa petite voix, tu peux la reconnaître.